Tú Anh và Hồng Ngọc rất là vui khi ngày hôm nay lại được gặp lại quý vị ở trong livestream bán hàng trên fanpage chính thức của MediaMart Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù là chúng ta đã tạm dừng cái nghị định là cách ly xã hội, thế nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì Hồng Ngọc cũng như là rất nhiều người khác cũng rất là mong muốn rằng là quý vị nếu như chúng ta có bất kỳ những cái nhu cầu mua sắm gì thì chúng ta cũng hãy ở nhà và mua sắm online, và chúng ta vẫn nên là giãn cách xã hội, vẫn nên là cách nhau khoảng 2 mét đúng không nào quý vị? Và để cho quý vị có thể có được một cái khoảng thời gian mua sắm một cách thuận tiện hơn khi mà chúng ta ở nhà mua sắm trực tuyến, thì ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tổ chức những cái buổi live stream như thế này để đem tới cho quý vị rất nhiều những cái sản phẩm hữu ích, và đặc biệt hơn nữa là cái mức giá của nó thì lại giảm rất là khủng. Vâng, và Tú Anh xin được bật mí là những cái mức giá này thì chỉ có duy nhất ở trong những buổi live stream của MediaMart thôi. Và quý vị hãy theo dõi live stream với chúng tôi đến những giây phút cuối cùng nhé, để không bỏ lỡ bất cứ một cái ưu đãi nào của MediaMart. Và cách thức để có thể mua được những cái sản phẩm với mức giá ưu đãi nhất ở trong livestream này thì rất đơn giản thôi. Quý vị hãy like fanpage chính thức của MediaMart để có thể nhận được những cái thông báo livestream của chúng tôi này. Và share những post livestream này của chúng tôi về với trang cá nhân của mình ở chế độ công khai, để cho tất cả mọi người ở trong gia đình này cũng như là bạn bè của quý vị có thể mua được những cái sản phẩm với mức giá ưu đãi nhất đến từ MediaMart quý vị nhé. Và nếu như mà quý vị yêu thích sản phẩm nào thì hãy comment ở ngay trong post livestream đó này, đó là tôi muốn mua sản phẩm. Và tên của sản phẩm đó là rất nhanh chóng thôi, đơn hàng này sẽ đến tay quý vị với thời gian sớm nhất. Và hãy nhớ là chúng tôi luôn luôn hỗ trợ vận chuyển cũng như là chi phí lắp đặt cho quý vị. Quý vị chỉ cần ở yên tại nhà, nhận hàng rồi sau đó mới thanh toán. Bây giờ thì hãy cùng với Hồng Ngọc và Tú Anh đến với những sản phẩm đầu tiên trong buổi livestream ngày hôm nay nhé. Ngay bên cạnh Hồng Ngọc và Tú Anh bây giờ đó chính là chiếc TV 40 inch đến từ thương hiệu Asanzo, một thương hiệu của Việt Nam. Và chắc chắn rồi, người Việt Nam thì nên sử dụng hàng Việt Nam đúng không nào Tú Anh? Đúng rồi. Và ở đây thì quý vị có thể nhìn thấy là cái thiết kế của chiếc TV này thì nó cũng khá là cơ bản thôi. Cái viền màu đen như thế này. Và ở phía dưới này là chân đế hình chữ V, khá là vững chắc. Và đây là một cái thiết kế khá là cơ bản, thì rõ ràng là những chiếc TV màn hình mỏng như thế này thì bây giờ cũng đem lại cho chúng ta một cái cảm giác tiện lợi hơn, và một cái màn cảm giác là cái không gian nó cũng sang trọng hơn rất là nhiều đúng không nào? Và với những gia đình nào mà chúng ta có không gian phòng khách hay là phòng ngủ nhỏ thì chắc chắn là những chiếc TV Asanzo 40 inch như thế này là hoàn toàn phù hợp. Bởi vì rõ ràng là hiện nay trên thị trường thì chúng ta rất là khó để có thể tìm được những chiếc TV mà có kích thước màn hình mỏng này, lại còn nhỏ gọn như thế này đúng không nào? Đúng rồi, với những cái căn phòng khách mà chúng ta không cần cái màn hình TV, những cái căn phòng ngủ đi, chúng ta không cần những cái màn hình TV quá lớn hay là trong cái phòng ăn nhỏ của chúng ta, thì hoàn toàn là có thể để cái chiếc TV Asanzo với kích thước 40 inch như thế này rất là phù hợp. Và màn hình của chúng ta là màn hình Full HD quý vị nhé. Thì quý vị có thể thấy là với những cái kích thước màn hình hay là với những cái màn hình mà có độ phân giải Full HD ấy, thì tất nhiên là nó không thể sắc nét bằng 4K, thế nhưng mà nó vẫn đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu giải trí và nhu cầu sử dụng của quý vị. Với cái màu sắc cũng khá là sắc, khá là sống động này. Và cái màu sắc của chúng ta thì vẫn có được những cái mật độ màu sắc hay là những cái giải màu sắc nó phân hóa rất là rõ ràng để quý vị có thể phân biệt được. Đúng rồi, vậy thì âm thanh của chiếc TV này như thế nào ạ? Chiếc TV Asanzo của chúng ta thì có hệ thống loa ẩn với tổng công suất lên tới là 20W, thì tạo cho chúng ta một cái trải nghiệm nó sống động hơn, và các âm tần thì đủ mọi cấp độ được truyền tới tai, và nó sẽ có cảm giác giống như là chúng ta đang sống ở trong những cái thước phim đó, trong những cái đoạn âm thanh đó. Một cái hệ thống âm thanh tốt như vậy và lại còn cái độ phân giải màn hình Full HD mà lại kích thước 40 inch thì cái mức giá của nó thông thường thì sẽ rơi vào khoảng 6 triệu đồng. Thế nhưng mà ngày hôm nay quý vị ạ, để có thể sở hữu được chiếc TV Asanzo này với kích thước màn hình 40 inch độ phân giải là Full HD thì quý vị chỉ cần phải bỏ ra số tiền là 3.090.000 đồng mà thôi. Một mức giá rất rẻ rồi. Bây giờ rất là khó để chúng ta có thể kiếm được một chiếc TV với mức giá rẻ như thế này quý vị nhé. Lại còn là một chiếc TV mới toanh, hàng Việt Nam chất lượng cao rồi. Thương hiệu Asanzo cũng là thương hiệu khá là quen mặt của đối với những người tiêu dùng Việt Nam rồi. Vậy thì quý vị còn lăn tăn gì nữa được không nào? Hãy comment luôn ở ngay dưới post livestream này, đó là tôi muốn mua TV Asanzo 40 inch thôi. 3.090.000 đồng quý vị nhé. Vâng, chỉ với 3.090.000 đồng, thay vì việc là thông thường chúng ta sẽ phải bỏ ra số tiền lên tới 6 triệu đồng. Như vậy là giảm giá đã tới gần 50% rồi đúng không? Và người Việt Nam thì ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Những cái sản phẩm với giá thì rất là rẻ mà chất lượng thì cũng khá là tốt đúng không nào?
Chia sẻ thêm một chút quý vị là chắc chắn là chiếc TV này sẽ rất là được lòng mẹ của Ngọc. Bởi vì sao? Thứ nhất là phòng khách của nhà mình thì hơi nhỏ, với cả cái tủ để đựng TV thì nó là dạng tủ, nên là nếu mà những chiếc TV lớn quá thì sẽ phải bỏ hết cả cái phần tủ đằng sau đi. Đó cũng khá là bất tiện. Vậy thì với những chiếc TV mà nhỏ gọn như thế này thì chắc chắn là rất là phù hợp, và cái màu sắc hình ảnh cũng như là cái độ phân giải của nó cũng vừa đáp ứng vừa đủ những cái nhu cầu giải trí cơ bản. Và thêm một cái nữa quý vị nhé, chỉ với 3.090.000 đồng này, quý vị có một chiếc TV mỏng, nhẹ, nhỏ gọn, và chúng ta cũng có thể có được những cái kết nối cơ bản như là kết nối USB hay là kết nối HDMI để quý vị có thể trình chiếu hình ảnh hay là video mình đã lưu sẵn rồi, hoặc là chúng ta có thể kết nối cổng HDMI với lên máy tính của mình để chúng ta có thể tải những bộ phim về chúng ta xem, đúng không nào? Đó cũng là một trong những cái tiện ích mà chiếc máy tính những chiếc TV của Asanzo này đem lại. Như vậy là một chiếc TV với giá chỉ là 3.000.000 đồng nhưng mà chúng ta vẫn có đầy đủ các tiện ích cơ bản để có thể đáp ứng đủ những cái nhu cầu sử dụng hàng ngày. Ví dụ như là chúng ta cũng vẫn có thể là kết nối được với các thiết bị khác. Đây cũng là một cái điểm cộng của chiếc TV Asanzo này, đúng không? Đúng vậy. Hãy nhớ nhé, chiếc TV Asanzo của chúng ta 40 inch chỉ có mức giá là 3.090.000 đồng ngay trong buổi livestream ngày hôm nay quý vị nhé. Còn nếu như kết thúc buổi livestream này thì chiếc TV này sẽ quay trở về mức giá thông thường là khoảng 6.000.000 đồng quý vị ạ. Đó, vậy là giảm được khoảng 50% rồi. Một mức giá rất là tốt để quý vị có thể ngay bây giờ sở hữu ngay chiếc TV Asanzo 40 inch này. Và nếu như mà quý vị đã yêu thích chiếc TV này rồi thì hãy nhanh tay comment ở phía dưới là tôi muốn mua TV Asanzo để đội ngũ tư vấn của MediaMarkt có thể liên hệ trực tiếp để tư vấn rõ hơn về sản phẩm cũng như là chốt đơn hàng và giao hàng về tới gia đình của quý vị trong thời gian sớm nhất quý vị nhé. Quý vị hãy nhớ là chúng tôi luôn luôn hỗ trợ chi phí vận chuyển cũng như là chi phí lắp đặt cho quý vị. Công việc của quý vị chỉ cần là comment ở dưới đó là tôi muốn mua TV Asanzo 40 inch và rất nhanh chóng những sản phẩm này để đến được tận tay quý vị, và chúng ta sẽ thanh toán sau khi nhận hàng quý vị nhé. Chúng tôi rất mong rằng là quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tốt với chiếc TV này. Và tạm biệt chiếc TV Asanzo thì quý vị thân mến, chúng ta cũng bắt đầu bước vào mùa nóng rồi. Đây chính là thời điểm mà chúng ta rất cần tậu cho gia đình mình những chiếc điều hòa để có thể làm mát không khí. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng với Hồng Ngọc và Tú Anh đến với những chiếc điều hòa quý vị nhé. Mời Tú Anh. Quý vị, đây chính là chiếc máy điều hòa mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị ngay sau đây. Đó chính là điều hòa đến từ thương hiệu Gree, một chiếc điều hòa một chiều inverter 9000 BTU. Vâng, với những cái chiếc điều hòa thông thường thì cái chiếc điều hòa Gree này có một cái điểm khác biệt rất là lớn ở cái mặt thiết kế, đó chính là phần màn hình hiển thị các chế độ ở đây, đúng không? Nếu mà bình thường thì chúng ta sẽ ở góc này chẳng hạn có một vài cái hình thôi, nó sẽ rất là nhỏ, khó nhìn, đúng vậy, nhỏ. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ có hẳn một cái chỗ để hiển thị các chế độ hoạt động của điều hòa rất là lớn ở đây, mà thiết kế thì nhìn trông cũng rất là tinh tế, đúng không? Cùng với cái tông màu rất là bạc bạc như thế này, đây rất là thích này. Và đặc biệt là chiếc điều hòa này của chúng ta cũng có màu trắng rất là quen thuộc như thế này thì cũng rất là dễ để kết hợp với các cái không gian phòng ngủ khác nhau của chúng ta. Vậy thì bây giờ hãy nói thêm một chút về những cái tính năng của nó đi. Đầu tiên thì với công suất 9000 BTU thì sẽ phù hợp với những căn phòng nào có diện tích là khoảng từ 15m² trở xuống quý vị nhé. Tiếp theo thì cái công nghệ inverter là một công nghệ rất quen thuộc rồi. Nó sẽ giúp chúng ta có thể tiết kiệm được điện năng tiêu thụ hàng tháng này, giúp máy có thể vận hành êm này, giúp máy vận hành được bền hơn với thời gian trong suốt quá trình mà chúng ta sử dụng. Vâng, và chiếc điều hòa này của chúng ta thì cũng có cái công nghệ làm lạnh nhanh là turbo ở trên chiếc điều khiển. Chúng ta sẽ khởi động cái chế độ làm lạnh nhanh này lên và trong vòng 3 phút thì điều hòa sẽ giảm nhiệt độ căn phòng của chúng ta xuống, giúp bạn có thể có một cái bầu không khí mát mẻ để tận hưởng sau những cái giờ đi làm việc vất vả ở ngoài về. Và tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ có một cái chế độ nữa, đó là chế độ iFeel. Chế độ iFeel này thì sẽ giúp chúng ta có thể được tận hưởng cái hơi mát một cách trọn vẹn nhất quý vị nhé. Tức là sao? Tức là khi mà quý vị bật cái chế độ này lên ở trên chiếc điều khiển thì quý vị cầm điều khiển theo đến đâu thì cái hơi mát này rồi nó sẽ đi theo quý vị. Như vậy là chúng ta vừa tiết kiệm được này, không bị lãng phí hơi mát, mà chúng ta luôn luôn là những người được tận hưởng cái luồng khí mát đó, đúng không nào? Rất là tuyệt vời, đúng không? Chúng ta sẽ không bị lãng phí cái luồng khí mát ở trong nhà. Và bất kể là ngồi ở vị trí nào ở trong nhà, chỉ cần cầm điều khiển theo thôi là đều có luồng gió đi tới cái chỗ mà chúng ta đang ngồi. Ở đây thì đây thưa quý vị, một cái thiết kế khá là dễ. Đây chúng ta có thể dễ dàng mở cái phần nắp này lên thưa quý vị. Chúng ta thấy ở đây sẽ là có những cái màng lọc. Màng lọc này thì sẽ giúp là màng lọc vừa là lọc bụi này, và bên trong nữa thì chúng ta sẽ có màng lọc kháng khuẩn. Thì những cái màng lọc thế này thì rất là dễ để chúng ta có thể tháo ra quý vị nhá. Đây, ở đây là phía bảo hành đây, đang để tạm ở đây. Ở đây là cái lưới lọc như thế này, chúng ta có thể dễ dàng lấy ra và lắp vào rất dễ.
Với những mảng lọc như thế này thì quý vị nếu như nhà nào chúng ta sử dụng nhiều và thường xuyên ấy thì chúng ta nên vệ sinh 3 tháng một lần. Chúng ta nên lấy ra này và chúng ta sẽ cọ rửa bằng nước với bàn chải lông mềm quý vị nhé. Hãy thật sự là nhẹ tay thôi để tránh việc hư hỏng. Đó là một cách vệ sinh mà chúng ta có thể tiết kiệm được cái chi phí vệ sinh. Rồi, rất là tiện lợi đúng không? Và sẽ cũng rất dễ dàng để chúng ta có thể tháo lắp cái màng lọc này ra để vệ sinh nữa. Và như quý vị có thể thấy ở đây thì cái mức giá niêm yết so với cái sản phẩm này ấy là 7.990.000 đồng. Và mức giá bán tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt là 7.790.000 đồng. Thế nhưng ngày hôm nay thì cái sản phẩm này còn được giảm giá hơn nữa quý vị nhé. Vâng, đây chính là mức giá ưu đãi ở trong livestream ngày hôm nay của chúng tôi, chỉ là 6.790.000 đồng thôi quý vị ạ. Như vậy là chúng ta đã được giảm tới tận 1 triệu đồng so với cái mức giá bán tại hệ thống showroom của chúng tôi rồi. Đúng vậy, quý vị hãy suy nghĩ thật nhanh lên, bởi vì cái thời điểm thời tiết đang nóng dần lên như thế này thì những chiếc điều hòa đang trở thành những cái sản phẩm mà rất là hot. Và chắc chắn là cái mức giá của nó sẽ không thể rẻ được đâu. Thế nên là ngay thời điểm này quý vị hãy tậu ngay cho nhà mình một chiếc điều hòa mà với rất nhiều cái tính năng như thế này, đặc biệt 9.000 BTU sẽ phù hợp với diện tích căn phòng khoảng 15m2, thậm chí là 20m2 nếu như chúng ta không cần một cái độ lạnh quá sâu thì nó cũng sẽ là phù hợp. Và cái mức giá đặc biệt hơn nữa là cái mức giá của nó đang giảm rất tốt là 6.790.000 đồng. Vâng, và mức giá này thì chỉ có duy nhất ở trong livestream ngày hôm nay thôi. Nếu như mà cái thời điểm này thì có lẽ là thời tiết nó vẫn chưa quá nóng thì điều hòa của chúng ta vẫn là một cái mặt hàng mà nó chưa quá là sốt đúng không? Đúng vậy. Thì việc lắp đặt này, vận chuyển này cũng như là tất cả mọi thứ về lựa chọn được những sản phẩm ưng ý này và về mức giá nữa, nó sẽ không bị quá là đắt so với cái thời điểm mà thời tiết nó nóng lên, thì chắc chắn là giá điều hòa nó sẽ tăng lên một chút đúng không? Đúng vậy. Và cái việc mà chờ đợi để lắp đặt, vận chuyển nó sẽ lâu hơn. Đúng vậy, là như thế. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì Hồng Ngọc cũng khuyên là quý vị với cái mức giá là 6.790.000 đồng này hãy tậu luôn. Bởi vì hiện tại đến thời điểm này Hồng Ngọc thấy là bây giờ chúng ta đang ở cái thời điểm giao mùa, thì trời lúc nắng nắng mưa mưa, có lúc lạnh có lúc nóng. Thế thì chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của gia đình mình bằng một cái nhiệt độ ổn định nhất, bằng một cái kiểu thời tiết ổn định nhất, bằng cách là sử dụng những chiếc điều hòa như thế này. Không lạnh lắm thì chúng ta bật nhiệt độ cao lên, thì như vậy vẫn vừa có một luồng không khí mát mẻ này, lại vừa giúp lọc sạch cái bầu không khí của chúng ta, như vậy rất là tốt cho sức khỏe. Vâng, và chỉ có là 6.790.000 đồng thôi. Đúng vậy, hãy nhớ nhá, cái mức giá giảm này sẽ chỉ có duy nhất trong buổi livestream ngày hôm nay thôi. Kết thúc và sẽ không còn mức giá tốt như thế này nữa đâu. Quý vị hãy suy nghĩ thật nhanh lên quý vị nhá. Và hãy nhanh tay comment ở phía dưới là tôi muốn mua điều hòa một chiều inverter grid để có thể sở hữu được ngay chiếc điều hòa này về với gia đình của mình trong thời gian sớm nhất quý vị nhá. Và nếu như quý vị vẫn muốn tham khảo thêm những cái sản phẩm điều hòa khác thì chúng tôi cũng có những sản phẩm như vậy. Bây giờ hãy cùng với Hồng Ngọc và Tú Anh đến với sản phẩm điều hòa tiếp theo của thương hiệu Sharp quý vị nhé. Đây rồi Tú Anh ơi, điều hòa Sharp đây rồi. Đây thưa quý vị, đây chính là chiếc điều hòa Sharp mà Hồng Ngọc và Tú Anh muốn giới thiệu đến quý vị. Một chiếc điều hòa với công suất làm lạnh là 9.000 BTU. Vâng, và đây vẫn là những cái thiết kế truyền thống của Sharp. Nó sẽ được làm với cái nhiều cái góc cạnh hơn này, trông thì rất là khỏe khoắn nhưng vẫn rất là sang trọng đúng không nào? Và nó sẽ thích hợp với nhiều không gian nội thất nữa. Và tụi anh có để ý là cái phần cánh đảo gió này của chúng ta ấy thì nó cũng có diện tích rộng hơn không? Đúng thì rồi. Như vậy thì cái luồng gió của chúng ta thổi ra thì nó cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với những chiếc điều hòa mà chúng ta có cái phần nắp gió như thế này, nó nhỏ hơn. Rồi, cái góc để cho cái cánh đảo gió này hoạt động này nó sẽ rất là lớn này. Đúng vậy. Cái góc này lên tới gần 180 độ. Thì như thế là chúng ta sẽ có cái luồng không khí nó sẽ được lưu thông khắp cả căn phòng của chúng ta. Như vậy là không có chỗ nào là bị lạnh quá hay là không có chỗ nào là bị nóng quá cả. Và với cái công suất của điều hòa là 9.000 BTU thì đương nhiên rồi, nó sẽ rất là phù hợp với những căn phòng có diện tích khoảng là 15m2, ví dụ như là phòng ngủ của chúng ta. Đúng vậy. Ngoài ra thì nếu như phòng khách nhà nào nhỏ hoặc là phòng ăn chẳng hạn, chúng ta cũng có thể trang bị những chiếc điều hòa như thế này quý vị nhé, hoặc là phòng làm việc. Về cái công nghệ của cái sản phẩm này thì đó là công nghệ JTEC Inverter đây thưa quý vị. Thì nó sẽ giúp cho cái điều hòa này có thể hoạt động và vận hành một cách êm ái hơn với 15 cấp độ so với những chiếc điều hòa thông thường mà chỉ có 7 cấp độ thôi. Bên cạnh đó thì nó cũng sẽ được điều chỉnh nhiều nhiệt độ khác nhau để có thể đáp ứng được cái nhu cầu làm lạnh nhất định của chúng ta. Và quý vị thấy ở đây đó là chiếc điều hòa này được made in Thái Lan quý vị nhé. Made in Thailand, tức là nó được sản xuất tại Thái Lan. Thì như vậy là một đất nước Thái Lan là một đất nước mà cũng có rất nhiều những cái sản phẩm mà chúng ta thấy rằng là nó rất là tốt bền đúng không? Tốt và bền. Thì chắc chắn là với việc sở hữu chiếc điều hòa Sharp này là quý vị hoàn toàn yên tâm rồi, mà lại còn được bán tại MediaMarkt nữa. Đúng rồi, và ở phía trong của chiếc điều hòa này thì chúng ta sẽ mở phía trong ra.
chúng ta sẽ có một cái phần tấm lọc là polypropylene giúp kháng khuẩn này và khử mùi, lọc sạch vi khuẩn có hại ở trong không khí, ví dụ như là nấm mốc này hay là những mùi hôi khó chịu, và sẽ mang đến cho gia đình bạn một cái bầu không khí trong lành hơn rất là nhiều. Rồi, và cách để chúng ta mở ra và đóng bao cũng rất là dễ thôi, không có gì khó khăn cả. Chúng ta cần nhẹ nhàng nhấc lên, bởi vì hiện tại là Tú Anh đang vừa sử dụng một tay nên là nó hơi khó một tí thôi, chứ còn đâu nếu như quý vị bình thường thao tác thì rất là đơn giản và rất là nhẹ nhàng thôi, kể cả các chị em phụ nữ cũng làm được, và chúng ta lấy ra để vệ sinh rất là đơn giản. Và chúng ta cũng thể có thêm một cái chế độ nữa ở cái chiếc điều hòa này, đó là công nghệ bao phun rét. Thì công nghệ này cũng rất là quen thuộc ở những chiếc điều hòa sáp rồi, đó là nó sẽ làm giảm ngay nhiệt độ xuống mức nhiệt độ mà cực kỳ mát trong vòng chỉ khoảng một vài phút đồng hồ thôi quý vị ạ. Như vậy là rất nhanh chóng quý vị có thể tận hưởng được cái hơi mát rồi. Như vậy là rất tuyệt vời đúng không? Ngoài ra thì với những gia đình mà chúng ta có người già này, có các bé quá là nhỏ này, hay là có những người mà chúng ta không chịu được lạnh nhiều, thì cũng có một cái chế độ là chế độ baby sleep. Nó sẽ dành cho những người mà không chịu được quá nhiều luồng không khí lạnh. Ở chế độ này thì luồng khí lạnh sẽ thổi cái hướng gió lên trên trần nhà, và nó sẽ không hướng thẳng xuống đất hay là hướng trực tiếp vào người ngồi, và nó sẽ để đảm bảo nhiều hơn về cái sức khỏe cho người sử dụng nữa. Vâng, và đấy là những cái tính năng công nghệ mà Hồng Ngọc như là Tú Anh muốn chia sẻ. Và thông thường để có thể sở hữu được một cái sản phẩm của Sharp với những cái tính năng công nghệ như vậy và lại còn dung vào cái công suất làm lạnh 9.000 BTU thì quý vị sẽ phải bỏ ra số tiền là khoảng 9 triệu đồng. Thế nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ giảm luôn cho quý vị, chỉ còn là 6.790.000 đồng thôi nha quý vị nhé. Vâng, có nghĩa là hiện tại là chúng ta được giảm lên tới là khoảng hơn 3 triệu đồng. Đúng vậy. Vâng, 3 triệu đồng. Giảm 3 triệu đồng cho một cái sản phẩm điều hòa một chiều với công suất là 9.000 BTU, có rất là nhiều các chức năng như là inverter này, chế độ làm lạnh nhanh này, chế độ ngủ này, và ngoài ra thì chiếc điều hòa này của chúng ta còn có thể làm lạnh sâu hơn khi mà sử dụng cái ga R32 nữa. Cái ga này thì cũng góp một phần vào là đảm bảo cái sự trong sạch của không khí của môi trường hơn đấy. Thưa quý vị, thì cái khí ga đó nó sẽ giúp cho nhiệt độ làm lạnh thấp nhất có thể của chiếc điều hòa này lên tới là 14 độ C quý vị nhá. Làm lạnh thấp nhất là 14 độ C, tất nhiên là rất ít gia đình sử dụng cái mức nhiệt độ thấp như thế này. Đúng thế rồi. Nhưng mà điều đó cho thấy là cái chiếc điều hòa này của chúng ta, kể cả những nhiệt độ cực kỳ thấp như vậy vẫn có thể hoạt động một cách tốt. Thì chắc chắn là với những cái nhiệt độ cao hơn một chút thì nó cũng sẽ đem lại một cái luồng khí thực sự mát mẻ. Và hãy nhớ là bình thường quý vị sẽ phải bỏ ra là khoảng 9 triệu đồng, thì ngày hôm nay với 6.790.000 đồng là quý vị đã có thể sở hữu được điều hòa Sharp 9.000 BTU một chiều rồi, với thời gian bảo hành lên tới 12 tháng quý vị nhé. Vâng, hãy nhanh tay comment ở phía dưới là tôi muốn mua điều hòa Sharp để có thể dinh ngay chiếc điều hòa này về với gia đình của mình trong mùa hè nóng nực năm nay nhé. Và quý vị hãy yên tâm rằng khi mà chúng ta đặt hàng online thì tất cả các chế độ hậu mãi, các dịch vụ bảo hành vẫn được giữ nguyên cho quý vị, giống như là khi chúng ta mua hàng trực tiếp tại các hệ thống showroom của MediaMarkt. Và thưa quý vị, đó là về những chiếc điều hòa. Và trong cái thời điểm như thế này thì chắc chắn là Hồng Ngọc tin chắc rằng mặc dù là chúng ta đã bãi bỏ cái việc là cách ly xã hội, thế nhưng mà vẫn nhiều gia đình có cái tâm lý đó là chúng ta đề phòng trước, chúng ta cẩn thận thì chúng ta vẫn sẽ dự trữ thực phẩm, đúng không nào? Vậy thì chúng ta muốn để có thể khi mà những chiếc tủ lạnh không thể đáp ứng được nhu cầu thì chúng ta sẽ cần đến những chiếc tủ đông. Vậy thì hãy cùng với Hồng Ngọc và Tú Anh khám phá về chiếc tủ đông Sanaki ngay bây giờ nhé. Đây rồi Tú Anh ơi. Đây rồi, đây chính là chiếc tủ đông mà Hồng Ngọc và Tú Anh muốn giới thiệu đến quý vị. Tủ đông Sanaki với dung tích là 100 lít quý vị ạ. Chiếc tủ đông này thì có cái mặt này, đây là mặt kính cường lực chị Hồng Ngọc ạ. Đúng vậy. Mặt kính này là một cái thiết kế rất là mới của Sanaki. Nó sẽ giúp cho chúng ta thứ nhất là trông rất là rõ ràng là sang hơn đúng không nào? Đúng rồi. Và xịn hơn, và thậm chí là nó cũng sẽ dễ dàng hơn trong cái việc là chúng ta lau chùi. Như quý vị các bạn có thể thấy là hầu hết những chiếc tủ đông hiện tại ở đây nhá, thì chúng ta có mặt là bằng nhựa, chúng ta có mặt bằng nhựa hoặc là bằng kim loại. Thì về lâu về dài có thể là nhà nào có trẻ nhỏ chẳng hạn thì có thể là các bé sẽ nghịch và có thể gây xước. Thì với những chiếc tủ kính như thế này, mặt kính như thế này thì sẽ không xảy ra tình trạng đó. Và một cái hay nữa là những cái chiếc tủ đông thông thường có kích thước rất, có cái dung tích rất là lớn, sẽ phù hợp với những nhà nào chúng ta bán hàng thôi. Thì bây giờ một cái sản phẩm nhỏ gọn như thế này sẽ phù hợp với những gia đình nào có đông thành viên, chúng ta có nhu cầu tích trữ thực phẩm nhiều. Đúng rồi, và rất là nhỏ gọn tiện lợi đúng không nào. Ở trong này thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phần gọi là phần tay cầm để kéo vậy. Lên ạ. Cũng rất là nhẹ. Chúng ta có một cái khóa ở đây này chị Ngọc nhé. Cái khóa này chắc chắn là để khóa lại để khi mà chúng ta tránh trường hợp là có những ai mà các bé nghịch chẳng hạn, hoặc là có những người nào họ không biết họ mở lên như thế này, thì để như thế này nếu chúng ta không đóng xuống thì rất là lãng phí nguồn điện quý vị nhá.
Và quý vị có thể thấy là bên trong này có thiết kế là như thế này của chúng ta, có thiết kế như cầu kim cương như thế này thì sẽ giúp hạn chế được cái tình trạng là bám đông tuyết. Đó. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có một cái giỏ. Xin mời anh cameraman ạ, chúng ta có cái giỏ như thế này thì để quý vị có thể đựng những cái thực phẩm nào dễ bị nát chẳng hạn, hoặc là những cái đồ nhỏ nhỏ đúng không? Ừ. Đấy, còn ở dưới này chúng ta có một khoang đựng 100 lít nhưng mà đựng rất là rộng rãi quý vị nhé. Cái khoang này thì có thể là tích trữ thực phẩm cho cả gia đình mình ăn, có lẽ là trong một tháng được. Nếu mà gia đình một 4 người như nhà Hồng Ngọc thì chắc là đúng là phải ăn trong một tháng, thậm chí là hơn một tháng mất. Đó. Tiếp theo thì ở bên ngoài, tiếp tục ở bên ngoài này, ngoài cái việc là chúng ta có khóa ở đây thì phần dưới này ạ, phía dưới này xin mời cameraman ạ, chúng ta sẽ có cái bảng điều khiển, chúng ta sẽ có cái hệ thống nút xoay nhá. Nút xoay của chúng ta là nút xoay cơ này, và chúng ta cũng rất là dễ để chúng ta có thể vệ sinh, để có thể xoay thôi. Đây, đó, chúng ta có rất là dễ để xoay đây ạ. Rồi đây chúng ta cũng có hai cái đèn báo này, một là đèn báo nguồn, hai là đèn hoạt động này. Thì khi chúng ta cắm điện lên, chúng ta sẽ thấy là xuất hiện hai cái đèn này, và chúng ta xoay đây thì nó sẽ xoay sang, chuyển sang cái chế độ là đèn hoạt động quý vị nhé. Nữa có lẽ là những cái chiếc tủ lạnh ngoài việc thiết kế ra thì hay là những cái dung tích ra thì còn một cái quan trọng đó là ga. Và chiếc tủ lạnh này thì của chúng ta thì sử dụng loại ga là R600A. Đây là loại ga mới nhất hiện nay và nó sẽ cho cái công suất làm lạnh có thể sâu nhất và làm lạnh thực phẩm của chúng ta ở trong cái thời gian ngắn nhất có thể. Như vậy là với cái việc là nó làm lạnh nhanh và sâu như vậy thì thực phẩm chúng ta sẽ nhanh chóng được làm đông và giữ lại được các chất dinh dưỡng trước khi mà nó bị mất đúng không nào? Và tương tự như vậy thì cái thời gian bảo quản chúng ta sẽ được lâu hơn. Và một cái ưu điểm nữa của cái sản phẩm này đó là mặc dù 100 lít thì trông khá là cồng kềnh đấy, thế nhưng mà rõ ràng là việc đẩy qua đẩy lại rất là nhẹ nhàng quý vị nhá. Phần bánh đó, xe rất là trơn tru. Bánh xe rất là trơn và cùng chúng ta cũng sẽ có những cái khóa bánh xe để tránh cái việc trường hợp là nó bị trơn quá. Và như vậy thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc là chúng ta di chuyển từ nơi nọ sang nơi kia. Chúng ta ví dụ đẩy địa điểm này, chúng ta thấy là bắt đầu nó mình có việc chúng ta để chỗ khác chẳng hạn, đúng thì rồi, chúng ta có thể dễ dàng đẩy đi quý vị nhá. Vậy thì với một cái chiếc tủ lạnh rất là tiện dụng như thế này, nhỏ gọn và phù hợp với những cái gia đình khi mà chúng ta sử dụng thì sẽ có mức giá niêm yết là bao nhiêu vậy chị Hồng Ngọc? Mức giá niêm yết của cái sản phẩm này ở ngay trên đây quý vị có thể thấy này, đó là 5.990.000 đồng quý vị ạ. À, nhưng mà tuy nhiên là duy nhất ở trong buổi livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được sở hữu sản phẩm này với mức giá chỉ là 4.690.000 đồng thôi. Có nghĩa là chúng ta đã được giảm tận hơn 1 triệu đồng khi mà theo dõi livestream và mua sản phẩm này cho livestream rồi. Vậy, quý vị ơi, chúng ta đã được giảm một mức giá rất tốt nhá. Thông thường phải bỏ ra tới 5.990.000 đồng, giảm ngay hơn 1 triệu đồng, chỉ còn là 4.690.000 đồng đối với chiếc tủ đông Sanaki này quý vị ạ. Tủ đông Sanaki 100 lít quý vị nhá, rất là thoải mái để chúng ta có thể sử dụng với những gia đình nào có đông thành viên. Ví dụ như gia đình của chúng ta có ông bà này, bố mẹ này và ví dụ hai đứa con thì tổng cộng là 6 người đúng không nào? Thì ngoài việc là chúng ta mua thực phẩm hàng ngày như là rau đi thì rõ ràng là rau chúng ta sẽ mua nhiều hơn so với những gia đình có 4 người. Thì bây giờ với chiếc tủ đông này sẽ giúp chúng ta tích trữ được thịt cá này hay là cháo cho em bé. Rõ ràng là cháo cho em bé chúng ta cũng phải tích trữ rất là nhiều, bởi vì Hồng Ngọc thấy là đợt cách ly vừa rồi ấy thì rất nhiều gia đình than phiền là trời ơi các cửa hàng bán cháo không hoạt động mà phụ huynh thì vẫn phải đi làm, thời gian đâu mà nấu cháo cho con. Thế thì bây giờ rất là tiện là chúng ta có những cửa hàng bán cháo và sẽ đóng những cái hộp cháo để như vậy là quý vị có thể tích trữ ở trong những chiếc tủ đông như thế này quý vị nhá. Vâng, rất là tiện dụng đúng không? Và giá cả thì cũng cực kỳ là hợp lý thôi. Bình thường giá đã rẻ rồi đúng không? Xem livestream mua hàng giá lại còn rẻ hơn nữa. Chỉ với là 4.690.000 đồng là chúng ta đã có thể sở hữu ngay được chiếc tủ đông Sanaki với dung tích là 100 lít này rồi quý vị ạ. So với những chiếc tủ lạnh có dung tích là 200 bao nhiêu lít hay là 300 lít thì rõ ràng là một chiếc tủ đông có dung tích là 100 lít này thì sẽ chứa được nhiều hơn bởi vì nó không chia ra các ngăn nên là quý vị sẽ tích trữ được nhiều hơn rất là nhiều với cả cái thiết kế của nó nữa quý vị ạ. Nên là chắc chắn là chúng ta sẽ tiện hơn rất là nhiều trong cái việc bảo quản thực phẩm. Và hãy nhanh tay comment ở phía dưới là tôi muốn mua tủ đông Sanaki để có thể được đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của MediaMart gọi điện tư vấn trực tiếp và chốt đơn hàng, giao hàng tới tận nhà cho quý vị trong thời gian sớm nhất quý vị nhé. Vâng, và thưa quý vị, để giúp cho cuộc sống của quý vị thuận tiện hơn và tiện lợi hơn, thoải mái hơn thì ngoài những chiếc tủ đông hay là những chiếc điều hòa thì chúng tôi còn gửi tới quý vị những chiếc máy giặt nữa quý vị ạ. Thì ngay bây giờ hãy cùng với Hồng Ngọc và Tú Anh đến với những chiếc máy giặt đầu tiên quý vị nhé. Ta-da! Thưa quý vị, đây chính là chiếc máy giặt Midea mà Hồng Ngọc và Tú Anh muốn giới thiệu đến quý vị ngay bây giờ.
Khác với những chiếc máy giặt khác, bây giờ chúng tôi đổi màu một chút đúng không? Không phải là màu trắng truyền thống nữa mà là một cái tông màu xám. Khá là sạch và cũng khá là lạ đúng không nào? Một chiếc máy giặt đến từ Midea. Midea thì trước đây thì mọi người vẫn biết đến là một cái thương hiệu mà máy điều hòa cũng rất là được lòng người tiêu dùng Việt Nam rồi. Thế nhưng mà ngày hôm nay với chiếc máy giặt như thế này thì liệu là nó có những điểm gì để có thể chinh phục người tiêu dùng Việt Nam mà quý vị nên bỏ tiền ra để mua đây? Thì ngay bây giờ Hồng Ngọc và Tú Anh sẽ giới thiệu luôn quý vị nhé. Đầu tiên thì quý vị có thể thấy này, một chiếc máy giặt 7,5kg Midea thì ở lồng giặt đứng thì có thiết kế khá là nhỏ gọn đúng không nào? Thì ở phần trên này của chúng ta sẽ có những cái bảng điều khiển để có thể thực hiện các cái chế độ giặt cũng như là chúng ta điều chỉnh những cái chương trình giặt phù hợp. Thì toàn bộ như thế này chúng ta sẽ có những cái chương trình giặt rất là cơ bản thôi. Ví dụ như là giặt bình thường này, giặt 15 phút này, giặt đồ nặng này, chế độ giặt mạnh này, giặt nhẹ, giặt eco hay là sấy gió và vệ sinh lồng giặt. Vậy là nói qua thì cũng thấy rằng là chiếc máy giặt này cũng rất là đầy đủ các chức năng đấy chứ đúng không nào? Cũng rất là nhiều chức năng nổi bật như là sấy gió hay là vệ sinh lồng giặt này, và thậm chí là giặt eco nữa, rất là tiết kiệm điện. Không những thế đâu mà chị Hồng Ngọc ơi, chiếc máy giặt này của chúng ta còn có một cái chế độ là one talk, có nghĩa là gì? Chỉ cần một chạm ở đây thôi là đã có thể giặt thông minh rồi. Chiếc máy giặt này sẽ tự động căn chỉnh mực nước này, căn chỉnh các chế độ, các chương trình giặt phù hợp với cái khối lượng quần áo và cái số lượng quần áo mà chúng ta đưa vào nữa. Như vậy thì rất là tiết kiệm thời gian, quý vị sẽ không cần phải lo xem là không biết là hôm nay với cái khối lượng giặt, với cái đồ giặt như thế này chúng ta nên chọn chương trình giặt gì đây, chúng ta nên chọn mực nước nào đây. Vậy thì với cái chế độ là one touch một chạm thì chúng ta không cần phải lo lắng về điều đó nữa quý vị ạ. Nhiệm vụ quý vị chỉ là cho quần áo vào giặt, ấn một nút thôi là tất cả sẽ để chiếc máy giặt Midea này hoàn thành nhé quý vị nhá. Vậy thì phần phía bên trong của chiếc máy giặt này có gì đặc biệt? Vâng, như thường lệ thì chúng ta sẽ rất là quan tâm đến phần thiết kế của lồng giặt đúng không ạ? Đây, lồng giặt của chúng ta thì vì là 7,5kg nên trông nó khá là nhỏ. Thế nhưng mà sẽ phù hợp với những gia đình nào có khoảng 2 đến 3 người và thậm chí là với những bạn sinh viên chẳng hạn. Đó, các bạn sinh viên thì các bạn cũng có thể lựa chọn được chiếc máy giặt như thế này để nó phù hợp với những cuộc giặt giũ của các bạn. Thì quý vị có thể thấy thì đây chúng ta có cái lồng giặt có thiết kế như thế này, những cái cánh thiết kế như thế này thì sẽ giúp cho quần áo của chúng ta được trộn đều này. Và đây chúng ta sẽ có những cái khe nước như thế này, thậm chí khe nước đứng ở đây để những cái nguồn nước ra phun ra thì nó sẽ vào sâu vào từng sợi vải và sẽ đánh bay những cái vết bẩn một cách tốt nhất. Vâng, với rất là nhiều những cái công nghệ hiện đại đúng không? Và có một cái điểm mà tôi anh rất là yêu thích ở những cái chiếc máy giặt của chúng ta, đó là cái bảng điều khiển bằng tiếng Việt. Với cái bảng điều khiển bằng tiếng Việt này thì không những là thanh niên thì không nói làm gì rồi đúng không? Nhưng mà bố mẹ hay là ông bà của chúng ta ở nhà thì đều có thể là giặt giũ quần áo bằng những cái thao tác rất là đơn giản ở đây. Đúng vậy. Vì quý vị thấy đấy, như Hồng Ngọc cũng đã nói rồi là mặc dù là cái máy giặt này rất là nhỏ gọn nhưng nó đầy đủ các chức năng. Với cái chức năng sấy khô này, sấy gió này thì khi mà chúng ta vào những ngày mưa ẩm, đặc biệt là ở miền Bắc nữa, chúng ta mùa mưa hoặc là mùa hè hay có những cơn mưa bất chợt như vậy thì cái chức năng này sẽ giúp cho quần áo của chúng ta được thơm tho. Và đúng là như Tú Anh vẫn hay nói rằng là nếu như chúng ta sấy bằng hơi nóng ấy thì nó có thể gây ra tình trạng là bạc màu quần áo, và với những cái chun quần của chúng ta thì rất dễ là bị rão. Thế nhưng mà với cái khả năng là sấy gió như thế này thì chúng ta sẽ thổi bằng cái luồng gió lạnh, luồng gió mát thì chắc chắn là quần áo chúng ta vừa giữ được màu này lại vừa nhanh khô hơn rất là nhiều. Và ở đây thì chúng ta cũng có cái chế độ là chế độ khóa trẻ em nữa, bằng cái hai nút tổ hợp như thế này. Đây, chúng ta sẽ nhấn giữ vào đây khoảng 3 giây thì là cái bảng điều khiển này của chúng ta sẽ được khóa lại. Đó, ở đây bảng điều khiển sẽ được khóa lại, và nếu như mà nhà có trẻ em chẳng hạn thì các bé bấm thoải mái, không vấn đề gì cả. Máy vẫn đang hoạt động với những cái chương trình mà chúng ta đã cài đặt trước đó rồi. Rất là đơn giản và rất là tiện lợi đúng không nào quý vị? Vậy thì với cái sản phẩm mà có rất nhiều những cái tiện ích như vậy lại còn thương hiệu Midea, một thương hiệu cũng rất là quen mặt, thì mức giá của nó sẽ là bao nhiêu đây? Quý vị thân mến, để sở hữu được cái sản phẩm này thì mức giá mà quý vị cần phải bỏ ra sẽ là đây ạ. Tú Anh sẽ ngay bây giờ tiết lộ cho quý vị. Đây là giá ở trong livestream quý vị nhá, là 2.990.000 đồng, và mức giá niêm yết của sản phẩm này là 3.690.000 đồng thôi. Tuy nhiên là ở trong livestream ngày hôm nay thì sẽ được giảm giá lên tới là gần 1.000.000 đồng đúng không? Chỉ còn là 2.990.000 đồng thôi quý vị ạ. Cá nhân Hồng Ngọc thấy thì mức giảm này không quá nhiều, thế nhưng mà quý vị thấy đấy, với một chiếc máy giặt mà chúng ta có nhiều những cái tính năng như vậy thì mức giá là 3.000.000 đồng, Hồng Ngọc làm tròn luôn quý vị nhé, khoảng 3.000.000 đồng như thế này thì là mức giá rất là tốt rồi đúng không nào? Và
Và những ai mà sử dụng điều hòa của Midea thì cũng biết là những chiếc điều hòa đấy rất là bền và rất là hiện đại rồi. Vậy thì tại sao chúng ta không suy nghĩ đến việc là chúng ta sở hữu một chiếc máy giặt Midea để cho trọn bộ, đúng không nào? Và đấy, những chiếc máy giặt Midea thì không hề thua kém những cái hãng điện tử khác hay là những cái hãng điện tử đã nổi tiếng sẵn rồi. Nó vẫn có những cái chức năng rất là đầy đủ như thế này, rất là hiện đại, và mức giá của nó thì rẻ hơn hẳn, chỉ là 2.990.000 đồng ngay trong buổi livestream ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng, quý vị hãy lưu ý là mức giá này thì sẽ chỉ được bán ở trong buổi livestream ngày hôm nay thôi. Hết livestream thì chúng tôi lại sẽ quay về với giá gốc là tận 3.690.000 đồng cơ. Cho nên là quý vị hãy nhanh tay đặt hàng nhé. Bằng cách là gì ạ? Comment ở phía dưới giúp chúng tôi là tôi muốn mua máy giặt Midea 7.5kg để được các chuyên viên tư vấn của MediaMart liên hệ trực tiếp, tư vấn và giao hàng về tận nhà cho quý vị trong thời gian sớm nhất quý vị nhé. Hãy nhớ nhá, sản phẩm này sẽ chỉ có mức giá giảm còn 2.990.000 đồng ngay trong buổi livestream ngày hôm nay thôi. Quý vị hãy cân nhắc thật nhanh lên ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những sản phẩm tiếp theo trong buổi livestream ngày hôm nay quý vị nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo thôi nào. Ở đây thì chúng ta có một chiếc laptop khác đến từ thương hiệu HP, một cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng. Cũng với cái tông màu giống như là chiếc laptop Acer lúc nãy, đó chính là cái màu bạc như thế này. Màu này còn hơi ánh hồng nữa nếu không mà không nhầm. Đó, màu này còn hơi ánh hồng nữa một chút quý vị nhá. Màu này màu bạc hơi ánh hồng một chút này. Và quý vị có thể thấy này, gần hơn để cho quý vị có thể nhìn thấy rõ. Đây là chiếc laptop HP Pavilion. Thì chiếc Core i3 thì những chiếc laptop HP thì rõ ràng là về mặt thiết kế thì thực sự luôn luôn khiến cho chúng ta cảm thấy sao xuyến. Thứ nhất là về màu sắc của nó quá là đẹp. Thứ hai là về mặt thiết kế, quý vị thấy đấy, tất cả các đường nét trên chiếc laptop này đều rất là tinh tế luôn quý vị ạ. Đầu tiên chúng ta nói về cái phần di chuột này đây, phần bảng di chuột này, thì nó cũng được thiết kế một cái viền màu bạc rất là nổi bật như thế này, óng ánh một chút. Tiếp theo thì chúng ta có hệ thống loa ở đây cũng được thiết kế rất là đẹp mắt và chắc chắn là sẽ cho cái chất lượng âm thanh cực kỳ tuyệt vời nữa quý vị ạ. Đây, mời anh cameraman ạ, cái phần thiết kế giải loa chúng ta rất là đẹp. Rồi, ở đây thì chúng ta cũng có hệ thống bàn phím khác với những cái bàn phím thông thường của những chiếc laptop khác. Thì ở đây bàn phím của chúng ta cũng có một cái tông màu đồng màu với màu vỏ máy luôn, là cái màu ánh bạc và hồng đúng không? Vậy, và rất là nảy nữa quý vị nhá. Bàn phím gõ rất là sướng luôn, rất là thích. Rồi, bây giờ nói về cái phần màn hình của chúng ta này. Chiếc máy này của chúng ta thì phần màn hình này đây thưa quý vị. Chúng ta có thể thấy là màn hình này của chúng ta thì có được thiết kế với cái khả năng là nó sẽ tối giản hết tất cả cái đường viền xung quanh để cho cái cảm giác màn hình của chúng ta được rộng hơn, để tăng thêm cái diện tích sử dụng của chúng ta và cảm giác trải nghiệm cũng sẽ tuyệt vời hơn. Về cái phần ở trên này của chúng ta, về phần giải được camera như thế này thì nó cũng thiết kế khá là nhỏ gọn, trông cũng rất là cân đối đúng không nào, với một cái thiết kế bo tròn như thế này. Và đây của chúng ta có logo HP. Và đây thì Tú Anh thấy là chiếc laptop này cũng khá là mỏng và nhẹ, không biết là trọng lượng của nó là bao nhiêu kg mà chị Ngọc? Với chiếc laptop HP Pavilion của chúng ta thì nó chỉ nặng có khoảng là 1,6 kg thôi. Đó, vậy chắc chắn là Tú Anh hiện tại cũng đang cầm bằng một tay như thế này thì rất là nhẹ và rất là nhỏ gọn đúng không nào? Một chiếc laptop có thể nói là làm sao xuyến bất kỳ ai khi mà nhìn thấy nó, với những cái thiết kế, cái tông màu nhìn đã thấy thích rồi đúng không? Vậy. Và với chiếc laptop như thế này thì ở phần bên cạnh của chúng ta cũng sẽ có những cái thiết kế, những cái đầu kết nối cơ bản. Ví dụ như ở đầu này thì chúng ta có thể kết nối với cả dây mạng này, chúng ta có thể kết nối được cổng HDMI này, cổng USB này. Đó, đây là cổng Type-C. Rồi, bên cạnh này chúng ta sẽ có cổng USB đây, và có thể có jack 3.5 để chúng ta có thể cắm tai nghe nhạc như quý vị nhá. Hoặc là chúng ta có thể kết nối với cả loa. Rồi, chúng ta cũng có cái thẻ SD nữa đúng không? Đúng vậy, thẻ cắm thẻ nhớ SD này. Vậy thì nói một chút đi về cái hiệu năng của nó, thì một sản phẩm HP Core i3 như thế này sẽ có RAM là 4GB. Thì với những sản phẩm laptop Core i3 và RAM 4GB thì cái hiệu năng của nó sẽ ở mức ổn định khi mà chúng ta xài những cái tác vụ cơ bản như là Word hay là Excel hay là PowerPoint. Và nếu như mà quý vị chỉ làm việc văn phòng thông thường, hay là chúng ta học, hay là chúng ta sử dụng để thuyết trình thông thường, thì những chiếc laptop như thế này là hoàn toàn phù hợp. Nó mỏng, nó nhẹ, nó đẹp và nó tiện ích để chúng ta có thể thoải mái sử dụng. Vâng, và với chiếc laptop này thì giá ưu đãi ở trong livestream là bao nhiêu? Ngay bây giờ thì tôi sẽ công bố với quý vị đây. Là 12.690.000 đồng dành cho một chiếc laptop với cái thiết kế rất là đẹp cùng với rất là nhiều những cái công nghệ tiện lợi đến từ thương hiệu HP. Và để sở hữu được chiếc laptop này thì rất là đơn giản thôi. Quý vị hãy comment giúp chúng tôi ở phía dưới là
tôi muốn mua laptop HP thì đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ để có thể chốt đơn hàng và giao hàng tới tận nhà cho quý vị. Quý vị thân mến, nếu như thông thường quý vị phải bỏ ra số tiền là 14.490.000 đồng để có thể sở hữu sản phẩm máy tính HP này, thì ngày hôm nay quý vị chỉ cần phải bỏ ra số tiền là 12.690.000 đồng mà thôi quý vị nhé. Chúng ta cũng sẽ được tặng chuột không dây hoặc là túi đựng máy để chúng ta thuận tiện hơn trong suốt quá trình chúng ta sử dụng. Vậy là chúng ta được giảm lên tới tận 2 triệu đồng đúng không? Đúng vậy. Rõ ràng là những chiếc laptop Core i3 hay Core i5 đã rất quen thuộc với tất cả quý vị rồi. Quý vị cũng đã biết rất rõ về cái khả năng sử dụng của máy tính rồi đúng không nào, của những chiếc laptop đó. Vậy thì bây giờ việc chúng ta cần làm chỉ đơn giản là chúng ta lựa chọn thương hiệu, lựa chọn về kích cỡ, lựa chọn về màu sắc thiết kế mà thôi. Và chúng ta xem là mức giá nào là phù hợp với quý vị nhất. Và quý vị hãy nhớ là với cái sản phẩm laptop HP này, một chiếc laptop Core i3 có thiết kế rất đẹp, rất là phù hợp với các chị em phụ nữ và rất là nhỏ gọn nữa quý vị nhé. Chỉ có mức giá là 12.690.000 đồng. Chiếc máy tính này sẽ phục vụ tất cả những nhu cầu cơ bản của quý vị. Vâng, và quý vị hãy đừng lo khi mà chúng ta đặt hàng online, bởi vì khi quý vị đặt hàng online không những là được ưu đãi lên tới tận 2 triệu đồng khi mà sở hữu chiếc laptop laptop HP này, mà quý vị còn vẫn được giữ nguyên tất cả các chương trình ưu đãi này, các chính sách hậu mãi cũng như là bảo hành của MediaMarkt, và còn được giao hàng trực tiếp tại nhà ở trong thời gian sớm nhất, hoàn toàn miễn phí quý vị nhé. Quý vị chỉ cần ở yên tại nhà, comment là tôi muốn mua laptop HP và Villain. Vậy là rất nhanh chóng sản phẩm này sẽ đến tận tay quý vị và chúng ta sẽ thanh toán sau khi nhận hàng quý vị nhé. Bây giờ nói thêm một chút, lúc nãy Hồng Ngọc cũng đã chia sẻ về cái giải âm thanh đúng không nào? Thì quý vị có thể thấy là cái thiết kế giải âm thanh đã rất là tuyệt vời như vậy, nó giải dài đều khắp cả cái phần máy tính của chúng ta mặt bàn phím này, thì nó cũng đem lại cái chất lượng âm thanh nó đồng đều hơn. Thế nhưng mà không chỉ có về cái phần thiết kế đâu, mà cái công nghệ mà được sử dụng ở cái sản phẩm này, ở cái phần âm thanh này nó cũng rất là tốt nữa. Đó là cái công nghệ Audio Boost với âm thanh được tinh chỉnh bởi P&O Play. Thì cái công nghệ này sẽ giúp cho cái âm thanh nó sẽ trùm bao trùm hơn này, và sẽ giúp cho quý vị có thể thưởng thức được âm thanh hay là âm được những cái âm nhạc hay là âm thanh ở trong phim ảnh một cách trọn vẹn hơn rất là nhiều quý vị nhá. Đúng rồi, thế có nghĩa là không phải nghiễm nhiên mà nhà sản xuất lại thiết kế cái giải âm thanh như vậy không? Giải âm thanh này thì vừa có cái thiết kế rất là tinh tế này mà lại vừa có cái chất lượng âm thanh rất là tuyệt hảo. Quý vị hãy nhớ nhá, với cái sản phẩm này của chúng ta chỉ có 12.690.000 đồng thôi. Một cái sản phẩm rất đẹp và rất là tiện ích rồi. Chắc chắn là bất kỳ ai cũng nên sở hữu cho riêng mình một chiếc laptop để có thể thuận tiện hơn trong cái việc học tập và làm việc, nhất là trong cái thời đại cuộc sống của chúng ta phải di chuyển và phải thực sự rất là năng động và chủ động như hiện nay. Đây, laptop Dell Virtual thì ở ngay đây thôi quý vị ạ. Đây rồi, quý vị thấy thì vẫn là một thiết kế khá là quen thuộc của Dell đúng không nào? Đúng rồi, một cái thiết kế mang cái tính hơi hướng rất là mạnh mẽ, thiên về cái việc sử dụng dành cho như kiểu là các anh chẳng hạn. Và ở đây thì chúng ta vẫn có phần phía ngoài là phần vỏ máy nhám với những cái ô quả chám sần, rất là đẹp khá này. Là sần như thế này thì chúng ta cũng sẽ hạn chế được tình trạng là in dấu vân tay này, và cũng tránh được cái tình trạng bị trơn trượt của anh ạ. Ở cái phần bảng di chuyển được ra thì cũng khá là rộng quý vị nhá. Bên cạnh đó thì cũng rất là nhạy nữa, không là chỉ mấy chạm nhẹ thôi. Rồi, bàn phím thì cũng rất là nảy này, thoải mái, khoảng cách giữa các phím cũng rất là thoải mái để chúng ta có thể dễ dàng gõ, cũng như là tránh cái tình trạng là bị đau mỏi cơ tay. Và chiếc laptop này của chúng ta thì có trọng lượng và độ dày lần lượt là nặng sẽ là 1,99kg và độ dày là 19,8mm. Nó sẽ không quá cồng kềnh để khi mà chúng ta mang theo đi học hay là đi làm, đúng vậy. Với những ai mà chúng ta thường xuyên phải sử dụng nhiều tác vụ khác nhau ấy, thì một cái màn hình lớn như thế này, màn hình 15,6 inch, thì chắc chắn là sẽ phù hợp cho quý vị. Và với cái trọng lượng đầm nặng như thế này thì chắc chắn là Hồng Ngọc nói thật là sẽ phù hợp hơn với các anh con trai hoặc là các bạn nam khi mà chúng ta vác đi để có thể sử dụng. Bởi vì rõ ràng là với một cái sản phẩm mà Core i5 như thế này mà lại còn có RAM, hỗ trợ RAM tối đa là RAM chính của nó là 4GB và hỗ trợ RAM tối đa là 16GB, thì chắc chắn là với những bạn nữ thì chúng ta sẽ thường là sẽ không sử dụng đến đâu quý vị ạ. Với những bạn nữ nào mà như Hồng Ngọc hay Tú Anh ấy, chỉ sử dụng tác vụ cơ bản như là Word hay Excel ấy, thì chiếc máy này nó thật là hơi phí. Thế nhưng mà với những anh con trai mà chúng ta muốn tìm tòi nhiều hơn, chúng ta có thể tập tành những cái
phần như là Photoshop chẳng hạn, hay là chúng ta có thể tập thành, chúng ta có thể thử những cái ứng dụng khác. Thì với một chiếc laptop Dell Book Pro Core i5 mà hỗ trợ RAM lên tới tận 16GB như thế này thì là hoàn toàn phù hợp nhá. Chiếc laptop của chúng ta có cái khả năng lưu trữ thông tin rất là lớn đúng không? Và như vậy thì bây giờ tụi anh sẽ thử nhấc chiếc laptop này lên nhá, để xem nào, với một cô gái như tôi đi, tay bé như thế này, nhấc chiếc laptop có cảm thấy nặng không ạ? Rất là nhẹ luôn ạ. Trọng lượng thì chưa tới 2kg. Chưa tới 2kg và màn hình thì rất là lớn như thế này. Thực sự là khi mà sử dụng một cái sản phẩm công nghệ, một chiếc laptop như thế này thì người ta rất là thích cái việc mà nó có cái màn hình lớn đúng không? Sẽ dễ dàng để theo dõi công việc hơn này. Và nếu như mà chúng ta giải trí chơi game chẳng hạn thì game nó sẽ có thể là chúng ta đang quan màn hình nhiều hơn. Và lúc nào mà màn hình lớn nhìn thì cũng sướng hơn rồi. Vậy, chị Đặng Thắm ạ, Hồng Ngọc đã ghi nhận thông tin của chị và không biết là chị Đặng Thắm, chị muốn mua sản phẩm nào ạ? Chị có thể comment rõ hơn cho Hồng Ngọc được biết được không ạ? Không biết là chị yêu thích sản phẩm nào trong chương trình ngày hôm nay thì chị có thể comment rõ hơn nhé. Và với số điện thoại của chị thì rất nhanh chóng thôi, nhân viên của MediaMarkt sẽ liên hệ lại ngay cho chị. Và bây giờ thì chúng ta quay trở lại với chiếc laptop Vocho, Dell Vocho của chúng ta. Thì quý vị và các bạn thân mến, quý vị có thể thấy thì với một chiếc laptop này, về Core i5 hay là về RAM thì chúng ta cũng đã biết rất rõ về cái hiệu năng sử dụng của nó rồi. Vậy thì về chất lượng âm thanh của nó thì sao? Với cái chiếc laptop Dell Vocho này thì nó sẽ sở hữu cái công nghệ âm thanh là Waymax Audio. Thì với cái công nghệ này thì âm thanh nó sẽ sống động và nó sẽ rất là chân thực quý vị ạ. Vậy thì giá niêm yết của chiếc laptop này không biết là bao nhiêu chị Ngọc nhỉ? Hiện tại thì cái sản phẩm này sẽ có mức giá niêm yết là 16.490.000 đồng quý vị nhé. 16.490.000 đồng, đó là mức giá niêm yết với cái sản phẩm Dell Vocho này. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì cái mức giá của nó thì sẽ giảm hơn so với cái mức giá niêm yết. Và để có thể sở hữu được cái sản phẩm ngày hôm nay thì quý vị, cứ anh hãy tiết lộ đi nào. Vâng, và trên tay tôi là bảng giá ưu đãi của chiếc laptop Dell Vocho 3590 ở trong livestream ngày hôm nay là 14.190.000 đồng quý vị ạ. 14.190.000 đồng, như vậy chúng ta đã giảm được hẳn hơn 2 triệu đồng so với mức giá niêm yết rồi với cái sản phẩm là Dell Vocho. Đây cũng là một trong những cái sản phẩm bán rất chạy tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt, bên cạnh chiếc laptop Dell Inspiron mà Hồng Ngọc cũng như là Tú Anh lúc nãy giới thiệu đến quý vị ở đây thưa quý vị. Thì đây cũng là một sản phẩm khác để quý vị có thêm sự tham khảo, để quý vị có thể lựa chọn được cho mình một cái sản phẩm phù hợp nhất. Một chiếc laptop Core i5 này, RAM 4GB, hỗ trợ RAM lên tới 16GB, kích thước màn hình khá lớn 15,6 inch mà mức giá chỉ có 14.190.000 đồng, là một mức giá Hồng Ngọc cho rằng là mức giá rất tốt hiện nay thưa quý vị. Vâng, và không những thế thì chúng ta lại còn được tặng thêm quà cơ. Chúng ta sẽ có hai lựa chọn quà tặng là chuột không dây hoặc là túi đựng laptop rất là tiện lợi. Và chỉ với mức giá là 14.190.000 đồng là quý vị đã có thể sở hữu ngay được chiếc laptop Dell Vocho 3590 này rồi. Vậy thì hãy nhanh tay comment ở phía dưới là tôi muốn mua laptop Dell Vocho 3590 để có thể xin ngay chiếc laptop này về nhà nhé. Đúng vậy. Và như vậy là chúng ta đã vừa điểm qua được rất là nhiều các sản phẩm hữu ích cho cuộc sống ở trong cái buổi livestream ngày hôm nay rồi. Và Tú Anh cùng với chị Hồng Ngọc sẽ giới thiệu với quý vị một cái chiếc tai nghe đi, nếu như mà quý vị muốn có thể là tận hưởng được âm thanh, âm nhạc sống động hay là xem phim hay là chơi game nhưng mà nó riêng tư một chút, chúng ta sẽ cùng nhau là sở hữu một cái chiếc tai nghe rất là ấn tượng như thế này. Đây là tai nghe đến từ thương hiệu là MicroLab quý vị nhé. Chiếc tai nghe MicroLab này thì đầu tiên chúng ta nói qua một chút về mặt thiết kế đi ạ. Thứ nhất là chúng ta có một thiết kế màu đen đỏ khá là nổi bật như thế này quý vị. Và cái phần này đây là loại tai nghe mà chụp vào tai quý vị nhé. Như vậy thì đầu tiên là nó sẽ có khả năng là cách âm rất là tốt. Và thứ hai là nó sẽ giúp cho cái âm thanh truyền đến tai chúng ta được ôm trọn vẹn. Chúng ta sẽ không bị khả năng, không bị cái tình trạng là lọt âm ra bên ngoài. Như vậy thì chắc chắn là cái chất lượng âm thanh nó cũng tốt hơn rồi. Đây tụi anh đeo thử này. Rất là êm đúng không? Rất là êm. Mà chị Hồng Ngọc nói ở ngoài nhá, chị nói đi. Tú Anh xinh đẹp. Ôi, tại vì là chị Hồng Ngọc khen là Tú Anh xinh đẹp cho nên là mới nghe thấy hơi nhỏ nhỏ một chút đấy. Chứ còn nếu như mà nói câu khác chắc là không nghe thấy đâu. Quý vị đang rất là kín luôn. Đúng vậy, khi mà quý vị đeo chiếc tai nghe như thế này ấy, thì thực sự là cái khả năng cách âm của nó rất là tốt. Và quý vị thể thấy là chúng ta có phần đệm tai ở đây này, rất là êm luôn quý vị ạ. Chúng ta có được làm bằng chất liệu da và rất là bền nữa, rất là êm. Và đây Hồng Ngọc cũng sẽ đeo thử. Rồi,
Bây giờ thực sự thì là gần như là những cái tiếng ồn xung quanh là không nghe thấy. Tụi anh thực sự rất nóng lòng muốn test thử chất lượng âm thanh của chiếc tai nghe này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhá. Đây là jack 3 thấm 5, cũng rất là dễ để sử dụng thôi. Bây giờ thì mời tụi anh nào. Rồi, bây giờ tụi anh sẽ nghe. Wow. Thực sự là âm thanh rất là tuyệt vời luôn. Đây nói là khó, khó để có thể diễn tả được. Wow. Wow, cực kỳ là sống động luôn quý vị ạ. Thực sự là không chỉ sống động đâu mà quý vị tưởng tượng là một mình quý vị một thế giới âm nhạc luôn quý vị ạ. Một mình quý vị dễ bay trong chính thế giới của riêng mình quý vị nhá. Với những ai mà chúng ta sợ cái việc là chúng ta mở loa làm phiền hàng xóm hay là làm phiền bố mẹ thì những chiếc tai nghe thế này sẽ đáp ứng được cái nhu cầu về đam mê âm nhạc của quý vị. Thực sự là âm thanh thì rất là ấm, rất là tuyệt vời này. Và chúng ta có cái khả năng, cái tai nghe này có khả năng cách âm như vậy nên là toàn bộ âm thanh sẽ được thu hết vào tai của chúng ta, nó không bị lọt ra bên ngoài. Vì thế mà quý vị cũng sẽ đảm bảo hơn khi mà chúng ta thưởng thức âm nhạc. Quý vị có thể thấy hiện tại Hồng Ngọc cũng đang đeo một chiếc tai nghe. Thế nhưng mà khi mà Hồng Ngọc nghe thử âm thanh của chiếc microlab này, âm thanh của bộ tai nghe này, thì thực sự là không hề bị ảnh hưởng bởi khi mà Hồng Ngọc đeo tai nghe nhỏ như thế này đâu quý vị ạ. Bởi vì âm thanh nó quá là tốt luôn. Và đây chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ dài hay là ngắn kích thước như thế này để chúng ta phù hợp với đầu của từng người quý vị nhé. Thực sự là rất là tuyệt vời. Hồng Ngọc rất là muốn là quý vị có thể đến đây để có thể tự trải nghiệm ấy. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ nói không với nhau thôi thì chúng ta không thể diễn tả được hết đâu về cái chất lượng âm thanh tuyệt vời như thế này. Thực sự là cái chiếc tai nghe này nó như thế nào cho chuẩn nhờ? Nó sống động giống như là khi chúng ta đang ngồi ở rạp chiếu phim với cái hệ thống loa rất là nhiều, loa bốn góc, loa trần của rạp chiếu phim thì quý vị biết rồi đấy. Nhưng mà khi sở hữu chiếc tai nghe này về nhà, chúng ta xem những cái bộ phim hành động chẳng hạn, nó sẽ là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Chúng ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái tạp âm xung quanh quý vị nhá. Và đó chúng ta hỏi là chúng ta thích nhạc nhạc dance chẳng hạn hay là nhạc đi EDM thì thực sự là những bộ tai nghe như thế này sẽ đáp ứng được hết cái nhu cầu dậy tại nhà của chúng ta. Bởi vì hiện tại là rõ ràng những cái nơi mà về karaoke, những cái quán bar hay là vũ trường thì vẫn chưa được mở này. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ chỉ có thể là tự giải trí tại nhà thôi với những ai chúng ta yêu thích những cái việc là chúng ta hoạt động và có âm nhạc sôi động như vậy đúng không nào? Và đó, hoặc là riêng tư đúng không? Không làm ảnh hưởng đến mọi người ở trong gia đình này hay là không phải chịu cái sự phàn nàn của bác hàng xóm khi mà chúng ta mở nhạc quá to. Đúng vậy. Và quý vị ơi, quý vị biết không, với cái chất lượng âm thanh tuyệt vời như thế nhưng mà cái sản phẩm này có mức giá lại rất là rẻ luôn quý vị ạ. Chỉ với 249.000 đồng thôi, quý vị có thể sở hữu ngay được cái tai nghe microlab này rồi. Mức giá rất rẻ với một cái sản phẩm mà Hồng Ngọc và Tú Anh test thử rất là tuyệt vời và cũng rất là muốn quý vị có thể đến ngay siêu thị Điện Máy Media Mart ngay tại thời điểm chúng tôi đang live stream đây để test thử và quý vị hãy đặt mua ngay đi. Chỉ có 249.000 đồng thôi, chất lượng âm thanh cực kỳ tuyệt quý vị nhé. Quý vị sẽ không phải xảy ra cái tình trạng là bị đau tai bởi vì lớp đệm mút chúng ta rất là êm này. Thứ hai là tình trạng lọt âm là không có và chúng ta sẽ được giữ chọn lại âm thanh. Đúng rồi, 249.000 đồng. Thông thường nếu như mà chúng ta mua một cái đôi tai nghe điện thoại bình thường ấy cũng sẽ có giá khoảng tầm 200-250 rồi. Vậy thế nhưng mà bây giờ lại sở hữu ngay được một cái chiếc tai nghe chụp đầu như thế này với cái chất lượng âm thanh tuyệt hảo như thế và hoàn toàn là có thể kết nối được với điện thoại mà giá lại chỉ là 249.000 đồng thôi. Nhắc thêm một chút là nếu như quý vị không thích điện ảnh, không thích những bộ phim hay là không thích nghe nhạc thì quý vị chơi game thì sao? Đó, chơi game khi mà các anh quý tự chơi những cái game như kiểu game Liên Quân hay là PUBG chẳng hạn. Trời ơi, chúng ta đeo cái tai nghe này thì quá là tuyệt vời luôn quý vị ạ. Thì cứ kể cả chúng ta chơi ở trên điện thoại đi hay là chúng ta chơi trên máy tính thì những chiếc loa, những chiếc tai nghe như thế này sẽ giúp chúng ta thực sự là đắm chìm trong cái không gian của game của chúng ta. Đúng không nào? Ngọc nói mới nhớ cái chiếc tai nghe chụp đầu này mà về chơi PUBG thì thôi rồi. Quá là tuyệt luôn đúng không? Hãy nhớ nhá, chỉ có 249.000 đồng, mức giá rất là rẻ với chiếc tai nghe microlab này rồi. Và hãy nhớ là mức giá này cũng sẽ chỉ có duy nhất trong cái buổi livestream ngày hôm nay thôi. Kết thúc buổi livestream chúng ta sẽ không có được mức giá tốt như thế này đâu quý vị ạ.
Và quý vị hãy nhanh tay comment ở phía dưới là tôi muốn mua tai nghe chụp đầu Micrograph để có thể sở hữu được ngay chiếc tai nghe này với chất lượng âm thanh cực kỳ tuyệt hảo và mức giá thì cực kỳ ưu đãi luôn, chỉ có 249.000 đồng duy nhất ở trong buổi livestream ngày hôm nay quý vị nhé. Đó là một cái sản phẩm tai nghe thực sự là tuyệt đúng không nào? Và ngày hôm nay thì chúng tôi gợi ý đến quý vị đó chính là dàn loa Micrograph, loa máy vi tính Micrograph như thế này. Thì một cái thương hiệu loa cũng khá là quen thuộc rồi đúng không nào? Và những ai mà sử dụng thì cũng biết rất là rõ về cái sản phẩm này rồi. Thế nhưng mà Hồng Ngọc và Tú Anh cũng sẽ giới thiệu lại với quý vị. Rõ ràng là chúng ta sở hữu những chiếc laptop thì không chỉ để học tập, không chỉ để làm việc mà còn để giải trí nữa. Vậy thì giải trí thực sự là những giờ phút thoải mái, thì hãy nhớ là sở hữu những chiếc loa máy tính như thế này để hỗ trợ chúng ta, giúp chúng ta có được một cái không gian giải trí thoải mái hơn rất là nhiều. Về phần mặt trước của chúng ta thì loa chúng ta sẽ được thiết kế là màu đen quý vị nhé. Chúng ta cũng sẽ có hai loa treble và loa bass ở đằng giữa này. Tiếp theo ở phần này thì chúng ta cũng sẽ có những cái phần để có thể điều chỉnh mức âm thanh sao cho phù hợp. Ví dụ như là núm volume này, volume của chúng ta cũng điều chỉnh rất là dễ thôi. Rất là dễ như thế này cho quý vị. Đó, quý vị thấy đây. Xoay rất là tiện này. Tiếp theo là chúng ta cũng sẽ có balance này, chế độ có treble này để chỉnh hai loa nhỏ này. Và chúng ta có âm bass. Bây giờ thì Hồng Ngọc sẽ test thử cho quý vị nhá. Rồi, bây giờ Hồng Ngọc sẽ test thử âm thanh cho quý vị này. Một cái chiếc loa rất là đẹp. Đây thưa quý vị, đằng sau này của chúng ta. Đây, đằng sau của chúng ta chính là phần công tắc đây ạ, thưa quý vị. Đây, công tắc này chúng ta chuyển dập lên như thế này, tắt như thế này. Ở phần kết nối này của chúng ta quý vị nhá, chúng ta sẽ có dắt là 3.5 để chúng ta có thể kết nối như thế này. Thế nhưng mà nếu như mà nhà quý vị chỉ có một cái phần dắt 3.5 như thế này thì không sao cả. Chúng ta sẽ cắm trực tiếp cái phần dắt này này cho quý vị, chúng ta sẽ cắm vào cái ô cuối cùng này, cái phần bây giờ thì phần đầu dây này Hồng Ngọc sẽ kết nối với chiếc điện thoại của Hồng Ngọc. Và chúng ta hãy cùng nhau nghe thử âm thanh nhé quý vị nhé. Rồi bật lên này. Mặt trước của chúng ta thì loa chúng ta sẽ được thiết kế là màu đen quý vị nhé. Chúng ta cũng sẽ có hai loa treble và loa bass ở đằng giữa này. Tiếp theo ở phần này thì chúng ta cũng sẽ có những cái phần để có thể điều chỉnh mức âm thanh sao cho phù hợp. Ví dụ như là núm volume này, volume của chúng ta cũng điều chỉnh rất là dễ thôi. Rất là dễ như thế này cho quý vị. Đó, quý vị thấy đây. Xoay rất là tiện này. Tiếp theo là chúng ta cũng sẽ có balance này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm để chỉnh hai loa nhỏ đã kết nối được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm chất lượng âm thanh để xem cái mà nếu như mà nhà quý vị chỉ có một cái phần này tắt chất lượng âm thanh như thế nào nhá. Rồi bật lên này. Mặt trước của chúng ta thì loa chúng ta sẽ được thiết kế đây quý vị, đây trong giây lát nhá. Tiếp theo là chúng ta cũng sẽ có balance này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm chỉnh hai loa nhỏ đã kết nối được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau. Bây giờ thì có chất lượng âm thanh để xem. Có vẻ như là mạng nó hơi kém một chút. Bây giờ Ngọc sẽ mở cái phần nhạc offline xem có được không nhá. Rồi bật lên này. À đây được rồi thưa quý vị. Mặt trước của chúng ta thì mạng hơi kém với nhỏ. Tiếp theo là chúng ta cũng sẽ có balance. Tới đây Hồng Ngọc sẽ đổi thiết bị. À đây rồi. Bây giờ thì Hồng Ngọc có vẻ như là chúng ta sẽ đổi tỉ thiết bị đó thôi nhá, một chút để xem là cái chất lượng âm thanh như thế nào chưa thì có được. Có vẻ như là sản phẩm này mạng hơi kém quý vị ạ. À đây được rồi thưa quý vị. Rồi, đây Hồng Ngọc sẽ thay đổi cái nhỏ. Chúng ta sẽ đổi một chiếc điện thoại khác có. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là thiết bị cái chiếc này có thể dễ dàng thích ứng với rất nhiều những cái thiết bị khác nhau. Đây thưa quý vị, có vẻ như là chúng ta sẽ đổi cái thiết bị đó thôi nhá. Để xem là cái chất lượng âm thanh như thế nào. Bây giờ
Muốn thưởng thức âm nhạc đỉnh cao này, muốn thưởng thức những âm thanh trong các bộ phim điện ảnh một cách tốt nhất thì quý vị đừng ngần ngại bỏ ra số tiền rất rẻ thôi để có thể thưởng thức này các bạn nhé. Quý vị thân mến, nếu như mà thưởng ấy, quý vị nên phải bỏ ra số tiền là tận 1.490.000 đồng thì ngay trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ giảm tiếp tục, quý vị sẽ được chỉ còn là 1.003.000 đồng đối với bộ loa máy tính nhạc đỉnh cao này thôi. Chỉ có 1.000.000 đồng mà chúng ta bù lại được ảnh một cái không gian giải trí thực sự là tuyệt vời, với cái chất lượng giải thanh rất là sâu trầm hô này. Và tự nhiên là nó thường vậy, ba vị nên phải bỏ ra số tiền là như vậy thì thực sự là đem 1.000.000 đồng thì ngay trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ giảm 1.000.000 đồng 1.090.000 đồng, hơn 1.000.000 đồng một chút thôi, là chúng ta đã có thể sở hữu được một cái bộ loa với cái công suất khá là lớn, lên tới là 46W. Cho nên là cái âm thanh cho ra của chiếc loa này cũng khá là lớn, đúng không? Nếu như thông thường thì 1.000.000 đồng hơn một chút thì có lẽ là quý vị sẽ chỉ mua được một chiếc loa Bluetooth chẳng hạn, đúng không? Tuy nhiên là ở đây thì 1.090.000 là đã có thể sở hữu được cả một dàn loa như thế này để trang bị máy tính rồi. Và quý vị hãy nhớ nhé, chỉ với khoảng 1.000.000 đồng thôi, 1.090.000 đồng, quý vị có thể thấy là chất lượng âm thanh chúng ta rất là tốt. Và cái mức giá này nó sẽ chỉ có duy nhất trong cái chương trình livestream ngày hôm nay thôi. Nếu như mà kết thúc ấy thì mức giá này sẽ không còn nữa đâu quý vị nhá. Quý vị hãy cân nhắc thật nhanh lên, và cái thời gian livestream chúng ta cũng sẽ không còn dài nữa đâu quý vị ạ. Hãy nhớ là chỉ với 1.090.000 đồng là quý vị đã có thể sở hữu được một bộ loa như thế này rồi. Chúng ta có thể điều chỉnh được volume này, điều chỉnh được panel này, chúng ta có thể điều chỉnh được hai loa triple và thậm chí là điều chỉnh được cả âm bass nữa quý vị nhé. Và cách kết nối cũng rất là đơn giản, và Hồng nghĩ rằng ai cũng có thể sử dụng được. Vâng, không những là kết nối được với máy tính mà còn có thể kết nối được với điện thoại, đúng không chị? Đúng vậy. Và với những câu chuyện về những cái chiếc jack cắm chẳng hạn thì chúng ta cũng có rất là nhiều loại jack có thể cắm để kết nối, để có thể nghe nhạc được cùng với cái chiếc loa như thế này. Và chỉ với 1.090.000 đồng thôi, mức giá cực kỳ ưu đãi rồi, chỉ có duy nhất ở trong livestream ngày hôm nay thôi. Quý vị hãy nhanh tay comment ở phía dưới là gì ạ? Tôi muốn mua loa máy tính Minecraft để có thể sở hữu được dàn loa này về và có thể tận hưởng được những cái không gian âm nhạc sống động nhất cùng với chiếc loa của tôi nhé. Vậy. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ tạm thời chia tay với cái bộ loa Minecraft này. Thì chúng ta hãy cùng đến với một cái sản phẩm khác cũng rất là tiện ích mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đây, một cái thiết bị rất là nhỏ nhắn nhưng mà có võ ở đây ạ, thưa quý vị. Quý vị có thể thấy ở trên tay Tú Anh hiện tại chính là bộ phát wifi quý vị nhé. Thì quý vị có thể thấy thì với một cái thiết bị rất là nhỏ gọn như thế này nhưng mà nó đem lại chúng ta rất là nhiều tiện ích. Bây giờ thì Hồng Ngọc sẽ nói qua bộ phát wifi thì chúng ta cũng rất là quen rồi. Thế nhưng mà Hồng Ngọc sẽ nói qua về cái cách thức sử dụng của cái sản phẩm này quý vị nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có phần mở ở đây ạ. Chúng ta sẽ cậy nắp ra, chúng ta sẽ cậy nắp đằng sau này lên này. Chúng ta sẽ có một cục pin ở đây, chúng ta tháo ra. Và đây chúng ta có thể lắp hai sim quý vị nhé. Có thể sim cỡ lớn thông thường và sim micro rất là nhỏ nhắn ở đây. Đó, rất là dễ đúng không nào, giống như chúng ta sử dụng điện thoại thôi. Rồi, rất là tiện. Sau khi chúng ta đã lắp sim vào rồi này, chúng ta đóng cái nắp này lại này, ấn vào thôi, rất là dễ. Rồi, bây giờ thì để sử dụng này, quý vị ấn giữ nút nguồn này để cho nó bật lên này. Rồi, hiện chữ TP-Link. Chúng ta sẽ chờ một chút, sau đó thì ở phần trên này chúng ta sẽ có nút menu để quý vị có thể tùy chỉnh các cái chế độ quý vị mong muốn quý vị nhé. Rồi chúng ta sẽ mất một khoảng thời gian. Hiện tại thì Hồng Ngọc chưa cài SIM vào đây nên là cái mức dung lượng của chúng ta là 0 TB, nên là chúng ta sẽ hơi khó để chúng ta có thể điều chỉnh. Thế nhưng mà đây Hồng Ngọc vẫn sẽ bấm cái nút menu cho quý vị này. Chúng ta có khả năng kết nối rất là tốt này. Đấy, quý vị thấy là tất cả những cái, những cái menu ở trong này thì đều có ký hiệu cũng như là cái chữ, cái tên của những cái ứng dụng, cái tính năng thế này. Vậy, rất là dễ hiểu luôn quý vị nhá. Và rõ ràng là với những cái sản phẩm này rất là nhỏ gọn và thực sự là rất là nhẹ luôn. Cực kỳ nhẹ đúng không Tú Anh? Có lẽ là nếu như mà ở thông thường ở nhà chúng ta cũng ít khi sử dụng những cái này thôi. Thế nhưng mà khi mà việc đi ra ngoài nhất là đi công việc chẳng hạn thì wifi là một cái thứ có lẽ là không thể thiếu được. Mọi người treo hay treo là gì ấy, có thể là tất cả mọi thứ không có đấy, nhưng mà không thể không có wifi được. Quý vị cứ thử là một ngày mà mình không có mạng xem, có điện thoại nhưng không có mạng xem,
sự là rất là bí bách luôn. Và rõ ràng hiện nay thì tất cả những nhà mạng ấy thì đều cho ra đời những chiếc SIM mà chỉ chuyên để chúng ta sử dụng trên những cái thiết bị như thế này. Thì nếu mà nhiều khi chúng ta không muốn đổi số điện thoại của chúng ta thì chúng ta có thể mua một bộ cắt wifi như thế này chúng ta mang đến bên người để có thể thuận tiện hơn khi mà chúng ta sử dụng những chiếc SIM mà chỉ chuyên để phát wifi, hay là đó để chúng ta có thể vào mạng, hòa mạng một cách dễ dàng hơn. Và Hồng Ngọc có nhớ rằng là hiện khi mà chúng ta đi du lịch ấy, Hồng Ngọc có nhớ là trước đây Hồng Ngọc khi mà đi du lịch ấy thì việc là chúng Hồng Ngọc sẽ phải mua một cái chiếc SIM ở bên nước ngoài này và xong rồi sẽ phải kết nối mạng thì thực sự là rất là vất vả, rất là khó khăn bởi vì nó cũng khá là lằng nhằng. Thế nhưng mà với những cái bộ phát wifi như thế này thì thuận tiện hơn rất là nhiều, dù là mình đi bất kỳ đâu thì mình vẫn có thể sử dụng được quý vị nhá. Và quý vị thấy đây, mặc dù chúng ta không có SIM để chúng ta có thể gọi điện, thế nhưng mà chúng ta vẫn có thể gọi qua Facebook này, hay là gọi qua Zalo, gọi qua Messenger đúng không, hay là gọi thậm chí là gọi qua Viber. Chỉ đơn giản là quý vị chỉ cần có mạng thôi là quý vị đã có thể làm được tất cả mọi thứ rồi. Chúng ta có thể phát mạng cho người, nhiều người sử dụng cùng một lúc mà cái chất lượng mạng của chúng ta vẫn không được giảm đi. Nếu mà thông thường thì đi ra ngoài, nhiều khi là mình có wifi điện thoại đúng không, mình chia sẻ cho mọi người. Thế mà tự nhiên mình lại có một cuộc gọi đến chẳng hạn thì tự nhiên là tất cả mọi người đều bị mất mạng. Nhưng mà với cái việc mà chúng ta sử dụng cái bộ phát wifi di động này thì thoải mái đúng không nào? Chúng ta có thể gọi điện nhưng mà tất cả mọi người đều vẫn có thể là sử dụng được cái mạng chung ở cái cục phát wifi này. Và rõ ràng rằng là nếu như mà chúng ta phát mạng của chúng ta từ chiếc điện thoại của mình thì nó sẽ không thể nhanh và cũng không thể tốt và mạnh được bằng những cái bộ phát wifi chuyên nghiệp như thế này quý vị nhá. Và quý vị có thể sử dụng cái sản phẩm này với cái dung lượng pin là 2000 mAh thì nó có thể hoạt động liên tục trong vòng 8 tiếng đồng hồ và thậm chí là nó có thể có thời gian chờ lên tới là 480 tiếng, một cái khoảng thời gian rất là dài để quý vị có thể thoải mái sử dụng luôn quý vị ạ. Vâng, rất là tuyệt vời với một cái sản phẩm này. Vậy thì mức giá của sản phẩm này, giá niêm yết thì ạ là bao nhiêu ạ chị Hồng Ngọc? Hiện tại thì một cái sản phẩm như thế này của chúng ta sẽ có mức giá niêm yết là 1.790.000 đồng quý vị nhá. Quý vị nhiều khi thấy là hơi đắt nhỉ, thế thì tại sao mà chúng ta không cài mua những cái chiếc SIM 3G chúng ta sử dụng 4G trong điện thoại của chúng ta? Thế nhưng mà hãy nhớ là nhu cầu chúng ta khi mà chúng ta phải chia sẻ wifi hay là chúng ta tổ chức sự kiện, chúng ta không có điều kiện sẵn về những chiếc wifi này mà phải sử dụng những thiết bị như này mới đủ mạnh để cung cấp những nguồn mạng ổn định cho chúng ta, thì mức giá này là hoàn toàn hợp lý và phù hợp quý vị nhé. Đây là một mức đầu tư rất hời. Thế nhưng ngày hôm nay quý vị sẽ đầu tư hời hơn nếu như quý vị bỏ ra số tiền là 1.299.000 đồng để sở hữu được cái sản phẩm bộ phát wifi này của TP-Link quý vị ạ. Vâng, 1.299.000 đồng là mức giá ưu đãi. Và quý vị lưu ý là mức giá này chỉ có duy nhất ở trong buổi live stream ngày hôm nay thôi. Quý vị cảm thấy là bộ phát wifi này thì thực sự quá tiện lợi rồi đúng không nào? Hãy nhanh tay comment ở phía dưới là tôi muốn mua bộ phát wifi TP-Link để có thể sở hữu được cái bộ phát wifi như thế này. Rất là tiện lợi khi mà chúng ta ra ngoài hay là chúng ta đi công việc, một cái bộ phát wifi rất là linh động. Đúng vậy. Và đấy quý vị thấy không, một cái sản phẩm rất là nhỏ gọn và tiện như thế này thì quý vị cũng sẽ kiểm soát được cái xem là cái dung lượng pin còn lại của bộ phát của chúng ta là còn bao nhiêu này, hay là cái dung lượng mạng của chúng ta sẽ còn lại là bao nhiêu. Như vậy quý vị cũng có thể kiểm soát được cái khả năng sử dụng của chúng ta. Chúng ta sẽ có cái sự chuẩn bị trước, chúng ta luôn luôn chủ động trong cuộc sống. Chúng ta không cần phải chờ đến cái mức mà nhiều khi những cái sản phẩm cũ ấy chúng ta không có màn hình, nhiều khi nó hết thì quý vị thực sự là bị động rất là nhiều. Như vậy là trong khi mà chúng ta đang sử dụng, đang cần chẳng hạn, mà đột nhiên nó hết một cái là thôi, chúng ta sẽ phải nháo nhào lên là phải bổ nạp tiền, hay là chúng ta sẽ phải bổ sung một cái SIM khác chẳng hạn, như vậy rất là bất tiện. Thế nhưng mà với cái thiết kế mới như thế này, một thiết kế nhỏ gọn hơn rất là nhiều và cực kỳ nhẹ quý vị nhé, với mức giá là 1.299.000 đồng thì đây là một cái khoản đầu tư cực kỳ phù hợp với cái cuộc sống năng động của chúng ta hiện nay, để quý vị luôn luôn chủ động trong mọi việc quý vị ạ. Vâng, có nghĩa là chỉ 1.299.000 đồng thôi, không chỉ là chúng ta mua một cái cục, một cái bộ phát wifi di động đâu, mà chúng ta mua được rất là nhiều ạ. Mua được có thể là những cái sự trao đổi về công việc có thể tiện lợi hơn này, mua được rất là nhiều những cái thông tin với những cái bạn mà có thể là sinh viên hay là học ở ngoài các quán cà phê mà wifi quán cà phê quá yếu luôn. Đúng không? Đúng, chúng ta mua được những và đúng anh có thấy không, thậm chí là những chiếc wifi free ở ngoài quán cà phê dẫn dễ đến tình trạng là chúng ta sẽ bị hack thông tin, chúng ta sẽ bị virus chẳng hạn đó. Trong cái thời điểm mà cái nguồn thông tin chúng ta thực sự là cần được bảo mật rất là nhiều. Như vậy thì với những sản phẩm như thế này, nó không chỉ giúp cho quý vị có được một cái nguồn mạng ổn định mà còn giúp bảo đảm cái thông tin của chúng ta không bị rò rỉ ra bên ngoài quý vị nhé, sẽ giữ được cái sự riêng tư.
và bảo vệ cái thông tin cá nhân của mình. Như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau trải qua hơn một tiếng đồng hồ live stream và hy vọng rằng là quý vị và các bạn đã lựa chọn được cho mình một sản phẩm ưng ý nhất. Và xin được cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Tú Anh, chị Hồng Ngọc cùng với MediaMart trong hơn một giờ đồng hồ vừa qua. Và hy vọng rằng là tất cả quý vị sẽ đồng hành với chúng tôi trong suốt những buổi live stream tiếp theo để có thể sở hữu được cho mình những sản phẩm với mức giá ưu đãi nhất đến từ MediaMart. Và nếu như mà quý vị có bất kỳ thắc mắc gì thì có thể truy cập vào website mediamart.vn hoặc thế giới điện máy.com. Ngoài ra cũng có thể gọi đến số hotline là 1900 6788 để được hỗ trợ và tư vấn quý vị nhé. Còn đơn giản hơn là quý vị hãy thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin trên fanpage MediaMart để không bỏ lỡ bất kỳ những buổi livestream nào với những sản phẩm tiện ích và mức giá siêu cực kỳ khủng. Còn bây giờ thì Tú Anh cùng với Hồng Ngọc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.